Dâu dâu dâu, bà con sâu, chào mừng 500 anh em đã trở lại cùng với Len. À không, không phải Len VOD mà đây là một nick ở server Trung Quốc. Và tại sao lại ở server Trung Quốc như thế này? Thì mình muốn giới thiệu với các bạn chế độ gì nhở? Chiến bài quyền hồn liên server. Đây là một cái chế độ sẽ ra mắt vào ở server Việt Nam chúng ta đâu đó chắc phải tầm khoảng cuối tháng này. Ít nhất mình nghĩ là chắc nó sẽ rơi tầm khoảng ít nhất là nửa tháng đến một tháng nữa. Thì chế độ chiến bài quyền hồn liên server này sẽ ra mắt, và các bạn nhìn thấy phần thưởng ở đây đó chính là cờ mảnh Clearlit nha các anh em nhá. Và nếu anh em cày Clearlit thì cày Clearlit thì anh em sẽ nhận được free Clearlit ở trong chế độ này. Nó giống như kiểu cái gì nhỉ? Nó giống như kiểu là chế độ gì nhờ? Mình phải nói là đây là cái nguyên tắc chơi của nó khá đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần đọc như trong clip này là được, đúng không? Anh em là chỉ biết tiếng Trung, cái đọc cái hiểu ngay. Như tôi chẳng hạn, đọc cái là hiểu ngay. Và bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh em đơn giản cách chơi này, nó cực kỳ đơn giản thôi. Cái quy tắc nó khá đơn giản, nó cũng có danh dùng nhé các bạn nhé. Mình phải nói như nào nhỉ? Nếu bạn nào chơi đấu trường chân lý, nếu bạn nào chơi đấu trường chân lý auto-cheat này các thứ thì các bạn sẽ thấy nó khá là giống như vậy. Mỗi ngày thì nó sẽ cho free các bạn chơi hình như là 3 lần phải. Hiện tại các bạn nhìn đấy, hiện tại mình đang ở danh đồng 5, đúng không? Các bạn nhìn đấy, danh đồng 5, 0-49 điểm mình sẽ chơi, bắt đầu mình sẽ tìm trận nha các bạn nhé. Mỗi ngày nó sẽ cho các bạn tìm chơi 3 trận, 0-3 kìa, bắt đầu mình tìm đối thủ đầu tiên. Ok, và cái này là chúng ta chơi người với người nha anh em nhé. Đây, 4 người chơi, nó sẽ chọn ngẫu nhiên 4 người chơi. Ở đây các bạn nhìn đấy, đi chợ này, các bạn nhìn đấy, đi chợ đúng không? Các bạn nhìn nha. À, các bạn có thể lựa chọn Athena, lựa chọn Zhou, lựa chọn Kyo, Kusanagi. Và mỗi một con tướng nó sẽ có một cái kỹ năng riêng biệt riêng nha các bạn nhé. Đây ví dụ như Athena, các bạn nhìn thấy này, Kyo nó có kỹ năng ở dưới, Athena có kỹ năng ở dưới này. Mình sẽ mua Athena này, hết đúng không? Mình sẽ cho nó ra trận này, nha. Ủa lại nua lúc 3 con luôn. Mẹ. Mỗi con tướng nó sẽ có một kỹ năng riêng nhá. Thì thật sự là bây giờ mình cũng đang chưa biết là con Athena này nó có kỹ năng gì nhá các bạn. Hình như nó có hồi máu. Ơ thắng đấy. Đấy các bạn nhìn đâu, thắng này, mình không mất điểm này. Ôi mua Athena này, mua Athena tiếp này các bạn này. Đó thì Athena mình đã lên 3 sao rồi nha các bạn nhá. Mình hết tiền này các bạn này. Ở đây các bạn nhìn thấy có Yuri này ở đằng ở đây các bạn nhìn đấy, ở đây có một cái ô dưới, các bạn nhìn thấy cái ô 4 tiền này không? Nghĩa là các bạn có thể nâng cấp nó lên phẩm đấy nhá. Thì chợ này không cần nữa, mình có Athena 3 sao, mình còn có 1 tiền thôi, nên là mình chẳng mua được cái gì nghèo. Mình sẽ để lên đây các bạn nhìn. Đó, mình có 1 tiền này. Đó, thằng này có 2 tiền. Các bạn có thể nhìn thấy được cái lượng vàng, lượng tiền nó có ở đây này. Thằng 2 tiền, thằng 3 tiền. Ui, kia mẹ cũng có hentai luôn. Ui, thằng hentai có hồi máu mà Athena mình hồi máu còn tinh hơn. Đó, hiện tại thì mình có hình như mắc của cái này nó chỉ được 3 sao thôi nhá các bạn nhá. Mắc của cái này nó chỉ được 3 sao nên mình sẽ không mua. Mình sẽ không mua nữa, mình sẽ up lên, mình đang có 4 tiền này. Mình sẽ up mẹ phẩm nó lên nha các bạn. Up phẩm lên thì mình có thể up lên, mình sẽ up nó lên nha các bạn nhá. Một mình con Athena này cũng có thể được chơi được. Một mình con Athena này mình cũng đủ chơi. Các bạn nhìn thấy cái lượng thời gian giây ở đây không? Đúng không? Nó sẽ thời gian chờ này, 7 giây này, 6 giây. 6 giây nữa chúng ta bắt đầu trận chiến này. Hiện tại thì mình đang ở top 1 này anh em này. Đó, mình đang top 2 đây. Đây, mình đang top 2, mình đang còn không tiền này. Thì mình vừa up cái phẩm nó lên anh em nhá. Ua, thằng này 4 tướng liền. Arena của mình mỗi lần dùng xong cộng 10 máu này. Mất 15 cộng 10 máu, mình thua này, này khỏe quá. Cái bàn này khỏe thế. Dã man còn ngàn luôn. Mình thua top 1 rồi các bạn nhá. Vãi. Mua Yuri đi các bạn, đúng không? Kèo này mình sẽ mua một con Yuri này. Mình cho nó ra trận này. Mình có mua thêm con nào nữa không? Mình nghĩ là mua, các bạn có thể mua xong các bạn có thể bán được ngay nhanh nữa. Sẽ làm một Athena nữa, thằng này rất khiên. Nói chung là cái bản này phải đợi anh em, phải đợi về Việt Nam thì mình nghĩ là nó sẽ ok rất nhiều. Các bạn có thể roi tiền ở đây nữa các bạn, nhưng mà không. Mình nghĩ hai con này gọi là đủ phập nhau của nó rồi. 2 giây nữa bắt đầu trận chiến. Ua, thằng kia mẹ đã có sai sư 2 sao hay 3 sao rồi. Láo à 5 tiền. Đấy, mẹ lại mua tiếp được con Yuri nữa này các bạn này. Mình có nên join nhỉ, mua mẹ 2 đàn Kyo đi các bạn, đúng không? Mua mẹ 2 đàn Kyo đi. Cho nó vào đây. Đó, mình cũng còn 3 tiền nữa, hiện tại mình đang ở top 3 nha các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy bên này có cái thanh máu không? 97, 96, 92, 84. Khi mà các bạn nó đánh y hệt kiểu đấu trường chân lý của LOL hay là auto cheat thì các bạn nhé. Quá mà.
nó đánh hiền như vậy. Bạn nào biết chơi thì nó khá đơn giản, nhưng mà mỗi tội bây giờ hiện tại của chúng ta đang là cái phiên bản Trung Quốc, chúng ta chưa dịch được hết cái bộ kim của tướng ấy, bộ kỹ năng của tướng ấy. Chúng ta không biết là tướng này nó có kỹ năng gì ấy. Sau này về Việt Nam ấy thì anh em đọc thì anh em sẽ biết được, nó sẽ dễ hơn cho anh em rất nhiều. Láo à, ôi sao thua mẹ vãi thật. Có Kyo này, mình up được Kyo lên này, mình up được Zuri lên này, up được Kyo lên này, mua thêm con giáp cũng đi các bạn. Có mua thêm con giáp không? Giá chậm này. Có lẽ tuần sau mình sẽ để dành tiền để up nó lên anh em nhé. Tuần sau mình sẽ để dành tiền để up nó lên. Đây các bạn nhìn thấy, mình có một công này, hai phép và một thủ ấn góc này. Các bạn nhìn thấy góc mà thử được không? Đó, hiện tại mình đang có 6 tướng. Cái dậu, cái roi lên, cái 8 tiền này lên ấy, thì các bạn sẽ có thể nhận đến những cái phẩm chất cao hơn. Ví dụ như ở lục này, lam này, tím này, vàng, thẻ bài ngon ấy, nó giống hệt như ở trong chiến bài quyền hồn vậy anh em ạ. Nghĩa là các bạn sẽ up nó lên thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều. Đây mình sẽ up có Kyo lên 3 sao, mình sẽ up Kyo lên 3 này. Và đây mình có đang có 10 tiền này, mình sẽ up lên phẩm nữa này, để tương sau mình sẽ nhận được phẩm ngon hơn. Còn 2 tiền sẽ xúc nốt thằng Phật Lạc cho các bạn cho có khoản. Đúng không? Còn đây mình đang hơi nhớ một tí. Mình đang ở vị trí thứ 3, mình còn có 73 HP rồi. Thằng top 1 nó vẫn đang 97 HP này. Chơi cái này khá quấn nha các bạn nhé. Mỗi ngày nó sẽ cho free các bạn chơi 3 lần. Khá hay đấy, đúng không? Chế độ này khá hay đấy nha. Nói chung là phải đợi về Việt Nam cơ. Anh em đọc được hết bộ kỹ năng của tướng ấy, thì có lẽ là chúng ta sẽ am hiểu và chúng ta sẽ xây dựng một bộ bài mà nó bút và nó hỗ trợ cho nhau thì nó cực kỳ tốt. Thứ hai nữa là mình những cái trò này nó vẫn có nhân phẩm đấy các bạn, đúng không? Nhân phẩm các bạn cao thì các bạn sẽ liếm được những họ sức ngon đấy. Dù nhìn 3 sao đấy anh em nhé, xúc không biết là nó có liên quan đến cái bộ bài video này không. Còn 6 tiền và mình đang 12 tiền nữa, mình phải up lên một phẩm nữa, mình xem một bài này nên xúc thương nhỉ, không cần các bạn, đúng không? Mình nghĩ là mình không cần đâu. Chiến thôi nha, để tiền lại để phương sau up cái 12 tiền nhé, tăng đẳng lên nhé các bạn. Ủa, thằng này nó chơi đúng hai con rồi, chơi đúng hai con, tập trung nó chơi đúng hai con này các bạn. Nghe nó AFK nhỉ, mình không biết là được 9 tiền nữa. Giáp lên 2 sao, giáp lên 2 sao, up tiếp, mình sẽ up tiếp lên nữa các bạn nhé. Đó, đây bộ bài của mình hiện tại mình đã lên top 2 rồi, với lượng máu còn 73 HP. Top 1 vẫn đang 96 HP. Nhiều nhờ, mẹ thắng nhiều thế. Căng thẳng nhờ, chơi cái này cuốn đấy nha. Nếu phải nói điều chơi cái này hay phết đấy, đúng không? Ngày chúng ta vào một cái bài đỏ là chúng ta đỏ nó có danh mà các bạn. Chơi cái này cuốn đấy, hấp dẫn đấy. Ủa, thằng này tốc độ đồng top 1 kìa. Quả gì nó có gặp phẩm tím rồi kìa, thắng đéo được nó. Nó lên bài lên phẩm nhanh. Nói chung là mình mới chơi lần đầu hơi bất ngờ, có lẽ là bán sau mình sẽ chơi nó tốt hơn đúng không anh em. Bán sau chúng ta căn được cái lượng tiền ấy, chúng ta up phẩm các thứ lên. Ui, Kasumito này các bạn này, sụp vội thằng giáp, để đấy đã, tí cho lên 3 sao nữa các bạn nhá. Kasumito 2 mua mẹ đi, còn 3 tiền nữa thì là ca phẩy đi, để cho Kasumi vào 120-180. Giáp 2 mình sẽ bán một cái lắc này đi, bán lấy 2 tiền cho cao phẩy giả cho các bạn nhé. Đó, chiến thôi. Hiện tại mình đã xuống top 3 rồi, mình còn có 51 HP. Ui, vãi cả, ông này ông lên bài vàng rồi ạ. Trời ơi, lấy gì ra chống thằng này đây các bạn. Nó khỏe quá, thằng bố nít còn nguyên 150 máu kìa. Nó đã lên đến bài vàng rồi, nó im im im, nó làm phát bài vàng luôn anh em. Láo thật. Thôi được, phải rút kinh nghiệm đúng không? Lần sau chúng ta chỉ tập trung nâng phẩm thôi. Đây, mình cũng có bài vàng luôn. Mình cũng có bài vàng luôn đấy anh em nhé. Thì là bán thằng nào 120, có lẽ mình sẽ bán thằng Kyo đi anh em. Bán lấy 3 tiền cho vô nít vàng. Còn 11 tiền cho nên do anh nhỉ. Do đi các bạn. Ô hô này, giáp này. Ôi, không kịp cho vào rồi. Ôi, lại mất cả mạng máu rồi anh em ạ. Không ổn rồi, gặp nó. Chết một bài rồi, chết hai bài rồi, kia nó. Quan trọng là mình còn có. Ôi, mất đến 20 máu liền. Mệnh nó chết. Rồi thôi anh em ạ. Giờ chỉ có roi thôi. Luna hai cháu.
sao. Xong rồi phát nữa, tôi hết mẹ rồi. Tay thế nhỉ, 180. Ui, không kịp cho vào rồi. Sai lầm vãi con bà lọ luôn. Biết có thắng nổi không? Chua rồi, à ra 199 máu, ra thủ trống ấy nhỉ. Không ăn được các bạn. Còn đánh đầu quá. Chỉ chút quả rồi các bạn. Sau tên này có lẽ là mình sẽ thua. Ok, vậy là mình đạt được cái hạng 4 anh em ạ. Rồi, rút kinh nghiệm và chúng ta cùng đến với game đấu thứ hai này. Game đấu này có lẽ là chúng ta sẽ tỉnh táo hơn rất nhiều đây anh em nhá. Game đấu này có lẽ là mình sẽ tỉnh táo hơn rất là nhiều. Mua Diamond. Cho vào ngay, đúng không? Tốc vào ngay. Chiến luôn, không để lằng nhằng nữa. Sau game đấu 1 lỗi thì chúng ta sẽ game đấu này sẽ lấy top 1 anh em nhá. Chắc chắn là game đấu này tôi sẽ lấy top 1 cho anh em xem. Đấy, lối chơi giống hết auto cheat nha anh em nhá. Cứ ghép tướng là lên thẻ bài cái đéo ấy. Thằng nó làm xúc bắt 3 con anh em có Diamond 2 sao. Diamond 2 sao, thằng bỏ chứ. Láo à. Đừng láo, cán bộ. Diamond Athena 2 sao, hợp lý rồi. Đúng không, cho tiếp nó lên. Chiến kinh nghiệm ở đấy. Phát sau là chúng ta up phẩm nhá anh em nhá. Phát sau là chúng ta up phẩm đấy, có kinh nghiệm hơn rồi đấy, đúng không? Anh em ai rồi cũng phải trải qua những game đầu lầm lỗi thôi. Mẹ có kinh nghiệm cái là mọi thứ nó khác bọt ngay. Anh em tin tôi. Và nay tôi cũng lấy top 1 nữa thì còn mặt mũi nào nhìn anh em nữa, đúng không? Anh em phải tin tôi, đây là một cái chế độ khá hay nữa. Ua, mẹ thằng này cũng như mình ạ. Nhưng có lẽ mình ngon hơn Arena, mình có hồn máu mà anh em. Láo. Hỏng rồi. Mẹ, mất 2 điểm rồi. Ôi, đéo đủ tiền nhé. Đéo đủ tiền chứ. Đéo thật. 2 tiền, 3 tiền. Mẹ có xúc tiền nhé. Xúc thôi nhé ơi. Tôi sau thì bán nhanh nhé nhé. An toàn đã. Đầu tiên phải giữ bao đó đúng không? Chúng ta không thể chơi theo kiểu Deploy được. Deploy là chết anh em ạ. Tuần sau bán, tuần sau thì mình sẽ bán thằng Andy đi. Đúng không? Tuần sau bán Andy đi. Chơi không để lằng nhằng được. Đừng chơi theo kiểu Deploy nha anh em nha. 4 tiền áp phẩm lên được. Ui ôi, mẹ Diamond lên. Lại chiếm tiền. Đúng không? Bán con. Bán cái này đi rồi. Up cái này lên nha các bạn nhé. Được rồi. Thế thôi, được rồi. Bài này là kẻ ấy. Ba thằng Benny với một con đấy mình đắp lên là mình đắp cả lên mà mình đéo sợ đâu. Mình có Diamond 3 sao rồi, đúng không? Mình đắp. Từ sau mình sẽ mua một con đặc lam nữa là ok. Đây đang là đặc lục lam đúng không? Đây đang đặc lục, đặc thấp nhất, đặc lục đấy. Từ sau nữa là mình xúc là mình ok. Hiện tại mình đang ở top 2 nhé các bạn nhé. 18 HP. Ui ôi mẹ ơi. Thằng này đéo khỏe thế. Thằng này trong top 1 đấy à? 98 HP. Khỏe quá anh em ạ. Không ổn rồi. Nó đánh nhưng mà từ này mình mấy chục máu anh em. Mãi con bà lọ 8 máu. Yêu lên Athena lên. Yêu lên Athena lên. Còn 3 tiền để làm gì nữa các bạn. 3 tiền thì mua thêm một con nữa. Mua thêm mẹ một con này đi đúng không? Mấy con 1 tiền để bán đi thì nó vẫn là được 1 tiền mà anh em. Đúng không? Từ sau mình lại bán con Andy đi. Hợp lý không anh em? Hợp lý nhỏ. Tướng nó chỉ mắc được 3 sao thôi nhá anh em, nên nó giống y hệt như đấu trường chân lý vậy. Tướng chỉ mắc được 3 sao nó không lên được nữa. Ủa là 100 HP ạ. Ngoài thế là đã có con Lee SK tím rồi. Khó hút nó rồi. Rồi, bạn này không được top 1 rồi. Mặt mũi nào nhìn anh em nữa đây này. Mặt mũi nào cho tôi đây. Ô, 12 điểm. Chết tôi rồi. Lee ghép Athena 3 bán lấy lòng giống gì nhỉ? Tôi vẫn còn mua nữa thôi anh em ạ, an toàn. Mua rồi đã, tí bán sau nha anh em nhé. Đúng không này? Không ổn đó. Không ổn đó, còn 3 tiền, tuần sau mình phải lên phẩm. Tuần sau mình phải lên phẩm nha anh em nhé. Tuần sau này ấn chút phát nữa là lên phẩm. Cố còn lính được phẩm vàng, còn có 78 HP rồi. Mình đang toàn lục đấy, kéo con lam là luôn anh em ạ. Bỏ qua lam chơi thằng tím luôn. Tím ngắt luôn này. Trời ơi.
cứu được rồi. Anh ly gánh. Mà anh à. Hòa. Mẹ hòa. Tí xúc. Tí. Mẹ, đúng không? Bán con này đi. Mẹ bán mẹ con này đi. Cho con này vào. Ở đây chúng ta không có con gì. Diamond 3 sao rồi. Sẽ áp phẩm lên. Đúng anh em. Thế hợp lý. Rồi cho ok không. Chuẩn mẹ nó bài rồi. Ok. Con đường top 1 đang rộng mở với em. Minxi rồi đây. Láo à. Mày thằng top 1 này. Mày chết với anh. Đang 100 HP em tích tiền để làm cái gì? Láo, bật kèo rồi. Lật kèo rồi. Úi trời ơi, Tio 3. Thằng này nữa, xúc. Đồng ý quá nhờ. Có nên roi không nhờ? Roi. 12 tiền à? Đéo cần đâu, đội hình mình đang khỏe. Đội hình mình đang khỏe, đéo cần roi đâu. 3 con 3 sao với cả 3 con tím. Ừ, chơi được, chơi luôn. Ngán gì bố con thằng nào? Nào, top 1 mẹ. Ai đang top 3 anh em ạ, đang nâu 3. À, thằng này không ăn được mình. Thằng này ăn nhá, được mình. Thằng này đang top 4 rồi các bạn. Thằng này tuổi gì? Thằng này tuổi gì mà ăn tôi? Láo này. À. 9 tiền. Ngon luôn, roi luôn. Đúng anh em, roi này, một phát roi này. Vàng. Ui, đéo con nào luôn. Khóa lại. Ok, mình đã up lên phẩm trên rồi đấy. Bây giờ chỉ việc mẹ hút thôi anh em. Bây giờ bán đấy, đúng không? Hôm sau mà nhặt được con nào ngon ngon là bán mẹ Diamond, bán Athena, bán Kyo đi anh em nhá. Bán hết, bọn đấy là bán hết. Mẹ giờ chỉ chơi tím với vàng thôi. Thế bật được top chứ không làm sao bật được. Thằng này 93 HP không ăn được mình luôn. Thằng này làm gì có cửa. Nhìn nhiều 3 sao ấy nha các bạn. Thế là không ăn được phẩm ngon thôi anh em. Đúng không? Phẩm ngon rồi nó cũng ngon hơn. Nhìn mẹ nếu Diamond nó... Ui, tôi chết rồi, hỏng rồi. Khỏe thế. Ơ kìa. Ui, thì mẹ 16 máu. Thế phải tin được. Ui, Leona vàng luôn. Mày Leona vàng luôn. Bán con Diamond đi. Diamond thủ à? Mình đang không có thủ, bán mẹ thì thôi. Cho con này vào. 140 tiền, 6 vàng nữa. Roi được. Ui, đéo có gì. Athena khóa lại nha anh em nhé. Anh em có thể lựa chọn khóa lại. Khóa tướng thì tuần sau chúng ta mua đúng không? Tuần sau mua thêm con Athena 02 nữa. Mẹ mình hút máu trận liệu chế độ toàn tem nữa thì các chú nằm sấp buồn có Leona 2 sao các bạn nhỉ. Nhưng mà gặp Leona dịch nó khác chứ. Mẹ phiên bản cao cấp hơn nhiều. Chú đừng còn láo. 10 tiền. Xúc Athena. Kasumi Toho có xúc không nhỉ? Tôi không cần đâu các bạn. Bán Diamond đi. Bán Diamond đi. Cho Athena này vào. Đúng không? 11 tiền. Rồi phát nữa này. Đấy, tím rất là mua luôn. Rồi phát nữa thì chết. Đi á, thằng này lên 2 sao. Mua luôn đi. Bán mẹ con này đi. Cho con này vào. Chiến. Sơ. Mẹ mày. Láo à. Đùa. Giờ tôi khỏe lắm. Đừng có lằng nhằng. Các bạn phải để nhanh tay bán ngay những cái con không cần thiết. Trận này không top 1 nữa thì trận nào top 1 anh em. Đánh ra này. Bài bản nó lên. Sơ. Vậy là mình không xúc con Kasumi Toho à? Ôi bài này không cần xúc con gì nữa đâu anh nhá. Bài đánh nguyên đồng bài vàng à? Ủa, 16 tiền thôi, đợi. Thôi, okay, đợi. 16 tiền thì tỷ lệ ra bài vàng cao. Mình chỉ cần bài vàng nhiều thôi nhá. Bài vàng 2 sao có lẽ nó đã gánh tem rồi. 3 giây nữa rồi. Bài vàng 2 sao nó đã gánh tem rồi anh em. Bài vàng 2 sao là thừa gánh tem rồi. Sơ. 8 HP thì nằm đi chỗ. Chính thức là mình vừa nãy trận đấu đầu tiên chúng ta biết bảng. Trận đấu này chúng ta không biết bảng nữa rồi. Đúng không? Có 4 thằng thì thằng này chắc chắn là bay đi bụi rồi. Gặp mình tên này thì chống thế nào được á. Up nha, tên này up nha. Ui 11 tiền, ngon thế. Tên này up này. Rồi này. Úi sợ, mua mít. Xúc luôn. Rồi này. Ui thằng này lên 2 sao. DC kìa, quá là này. Thằng này lên 2 sao. Hai sao mày cái đéo dùng mẹ nó bay, nó phải dùng bay vàng luôn nha. Có cái si bán nốt mẹ này nhưng mà không kịp rồi nữa anh ạ.
có một giây không kịp. Láo xa. Giờ anh toàn bài vàng thôi, chú không ăn được anh đâu. Trời ơi. Ơ kìa, thua thế nào được nữa các bạn, đúng không? Trời, trời. Xúc DC. Xúc. Đúng không, bây giờ bán mẹ bọn này đi. Bán con này đi, lấy 6 tiền, cho VC vào. Mẹ, người chơi hệ bài vàng nha. Trời, Leona 2. Chú lại cưỡng hộ. Rồi tiếp. Cứ bài vàng anh chơi đúng không anh nha. Golit 2. Chú lại cưỡng hộ. Bỏ. Trận này không top 1 hơi phí anh em, người 2 tiền luôn. Trời. Rồi tiếp. Không có, rồi, giờ chỉ được rồi thôi anh em. Ngày 3 sao thì bán, đéo. Giờ tôi chỉ chơi bài vàng rồi. Trời, đi mít 2. Ai cưỡng, ai cưỡng. Tôi đã bảo rồi, hứa với anh em mẹ top 1. Thằng đâu 2 còn có 58 máu, mình còn 62 máu. Trời, chuẩn bài chưa? Hứa với anh em top 1 là phải top 1 chứ đâu kiểu đánh kiểu lăng tăng nhăng được. Đỏ là một con bài, chúng ta có cái chế độ chiến hồn quyền bài như server này. Cái bài vàng nó quan trọng như thế. Ua mẹ thằng này cũng kinh dị anh em ạ. Mạnh nữa. Đấy có con bò lọ ạ. Nó cũng kinh dị, chả khét đéo gì mình anh em ạ. Nhưng có lẽ mình kinh dị hơn. Chúng vẫn chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi. Ây á. Chúng vẫn chưa đủ tuổi. Nít lên. Thằng này thôi cứ dừng lại á các bạn. Leona lên. Lên 3 sao thì chúng mày chết ngay chứ bán mẹ thằng đi thép để lấy 6 tiền anh em. Cho con Init vào nữa. Để dòi phát này ra con Init ra thì mày chết. Mày chết này. Ui cây Init 4 tiền kìa. Thôi bỏ đi anh em. Ăn chặt luôn. Buông xuôi. Vâng, người chơi hệ buông xuôi rồi. Sau cái ván đấu vừa rồi nó không ăn được mình, nó buông xuôi rồi anh em nhé. Nó cảm thấy là thôi, thứ nhất là không ăn được bài này đâu, là quýt mà top 1 gọi tên. Top 1 gọi tên. Trời ơi, quýt 3. Trời ơi, DC 2, chú lại cưỡng mộ anh cái. Chú lại cưỡng A. Thằng này thằng đâu 2 này không xem được bài nó nhờ, nhưng mà nhìn nó bài nó nhìn mình nó chán mẹ luôn rồi nha. Cưỡng thế đéo được nữa đúng không? Hai leo dị. Một Gonit 2 sao và một Init 3 sao. Trời. Tuổi. Đấy, chú cho anh xin cái tuổi. Trời ơi. Mẹ Init nó đánh cố hết cả mồm lại. Ai à. Không ăn được anh đâu. Chú còn non lắm. Chú còn non và xanh lắm. Rồi tiếp nào. Chỉ có chơi bài vàng nữa nha anh em nhé. Xong rồi, Init 3 rồi thì thôi. Đúng không nhỉ? Init 3 rồi bỏ qua. Arena lên 2 nữa này. Chơi bời gì nữa anh em. Đúng không? Mẹ. Khóa gấp. Nhưng mà chắc là không kịp nữa rồi anh em. Sau tên này nó còn có 10 máu thì nó chống thế nào được. Nó còn có 10 máu thì nó chống thế nào được. Ui, nó cũng có 2 con 3 sao luôn. Nhưng mà đã là quá muộn rồi. Thằng kéo phải đâu thì nó có đi mít nó khỏe thế. Khỏe chúng tôi ạ. Không, thua rồi. À được, thằng này kinh đấy. Chú kinh đấy. Chú đừng có láo với anh. Chú láo thật đấy. Bây giờ thiếu một con Athena, còn một con Leona nữa. Đúng không là chúng ta lên được Leona 3 sao? Mà không được, này láo thật. Chiến. Quá láo. Mày sắp lấy cái top 1 của tôi á. Này láo quá. 352 máu không, tên này mình thắng rồi. Mày, chẳng nhẽ tên này mà thua chứ thì buồn cười đấy các bạn. Quá láo. Láo với cán bộ ạ. Không được láo với cán bộ nha. Ây à, mày, ôi vẫn thua kìa. Ô kìa, gì đây, chết rồi, gì thế, tại sao lại thế, chết rồi, sao đánh nào vẫn thua nhở,
mẹ công tơ này kìa, mình vẫn chưa xuống, chưa thua được đâu anh em. Mẹ bài nó có gì đâu mà nó hốc mình được nhở, láo thật. Bài nó có gì đâu mà nó hốc mình được nhở. Mẹ khổ thật đấy, hay là mình không có thủ nó thế nhở. Nó có ly đất ca thủ châu kìa, lên vài quả tỉ rồi là hỏng rồi. Thua được rồi, nhớ được rồi, 24 điểm. Trời ơi, cái đít 4 tiền. Ôi trời ơi, hỏng rồi. Bán con Leona này với 4 tiền là cho cái đít vào đấy các bạn. Ui đít mạnh, vừa bán xong thì nó ra. Thế bao giờ không? Trời ơi, top 1 của tôi không biết là mình bán con Leona còn cưỡng được game này hay không nữa. Không hiểu sao thua nhở. Cái yêu đít khác rồi. Ui ôi, bạn đã làm quả trí. À, cay quá. Thế sao mẹ ơi, trời ơi, cái sớm ăn cướp rồi. Được 2 anh em ạ. Cay thật đấy. Đó, đấy, quà nha các bạn nè. Còn đến cuối chiến nốt nè. Mẹ hiểu sao thua ở đây đấy nhở, thế luôn, nếu hiểu sao thua được luôn các bạn. 2 tiền, đánh 1 tiền, xúc tạm 1 con. Quá mẹ các bạn. Thế, nếu hiểu sao game đấy thua được. Mẹ gáy sớm ăn gì của nhà. Thôi được, bán này mình sẽ win nha các bạn nha. Đúng không? Bán đầu top 4, bán thứ 2 top 2 bán ba cái top 1 chứ đúng không? Rồi vậy chưa gì đã thua nữa này, kéo được cũng phải luôn mình xuống nhỉ. 2 sao để chỉ chuyển xuống 1 tiền, có 2 tiền thì chỉ xuống 1 con. Phải lỏng thật mình không thủ như thế nào. 2 tiền thì mình chỉ xuống 1 con, cắn thân đấy. Không tin cái ván trước mình thua bài đẹp như thế mà thua đi, nó là tắt thứ ba bác máu nhiều chứ nhở, thua nữa vãi thật. Nhiều xỉm đấy nhở, xúc hết cái bọn ba 1 tiền này lại nha. Xúc hết cái bọn 1 tiền này lại cay thật mãi thật, không đổ top 1 anh em ạ. Hỏng rồi, đi toàn bắn này rồi, kèo thì lại kèo không hốc rồi. Kèo này như là tập trung 1-0 luôn nha. Chơi này là phải tăng đẳng tăng phẩm này anh em. Chơi này là tăng phẩm rồi, để rồi đi nha. Bắt buộc phải tăng phẩm, bán diamond đi để mua thêm một con dâu nữa. Không, đéo gì nhau thì nhận nhau, chả khác gì nhau đâu. Được, trả thù. Trả thù, không thể để lăng nhăng thế này được. 5 giây nữa thôi. Mình đang 92 với 95 máu, thằng top 1 vẫn đang 100 máu. Bán này gặp thằng top 1 rồi, nó vẫn đang giữ được 5 tiền trên người. Bắt thủ gặp thằng top 1 à, không, thằng này phải top 1 đâu, nó còn 9 tiên máu, thằng này top 3. Qua nhỉ, gặp thằng này 4 máu. Thế ủa, thằng này 41 máu liền. Đó ổn rồi. Thôi xong rồi đấy các bạn, sắp đi bụng gì đấy. Hôm nay khả năng cao là mình đi bụng thật đó. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu anh em ơi. Còn gì đây, thằng top 1 đấy các bạn. Thủ 5 tiếng 3 sao, thế 2 con 3 sao, 2 con, 3 con 2 sao, 1 sao. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Sầu này hơi nặng rồi. Mấy điểm? 4 điểm. Mẹ nó bài nó xấu rồi. Yeah.
HP nữa, mình không được thằng này. Không được thằng này trong tính thằng sau. Giờ nay vẫn chưa lên được bài trên. Thua nhiều quá. Rồi mẹ đi. Mình tìm con này lên 3 sao. Rồi bắn mẹ em. Này là bí thôi anh em. Quá bài học quá. Hình như là nó vẫn do mình không biết về cái kỹ năng của nó đấy anh em, nên là chúng ta vẫn phải lấy con bài mà nó có, nó vẫn phải đủ ba cái phẩm chất, đó là đam, đó là thủ, đó là CC. Có lẽ nó bài nó vào nó sẽ hợp lý hơn đúng không anh em. Cứ không phải là người điểm gặp thằng này như chó không phải cứt được. Bài là nào bây giờ cửa nào để bật đây, cửa nào cho em đi gì có thể bật được kèo này vậy, khó rồi, khó rồi mà, ô, chạy xong đi bộ, 13 điểm nữa. Rồi, thằng tốt mồm nó vẫn 100 máu ấy, thì đánh đấm béo gì nữa. Tốt mồm thì nó vẫn 100 máu anh em ạ, sợ thật. 100 máu thì có cửa nào mà toàn cái tốt mồm của nó vậy. Không có con gì nữa, cao phẩm Anna 3 mẹ đấy chết, chấm máu cái tiền nó còn giữ 16 tiền trên người, lấy kéo thì ra mà thằng nó này, lọ chấm máu mà nó còn tầm 16 tiền trên người, rồi bài bạc thôi. Này vừa nãy mình thua đi đúng không? Bây giờ mình thắng ngược lại nhé. Đó, mà nó còn tầm 16 vàng trên người. Vàng trên người cho mình ừ, thắng luôn thằng này này, quyết luôn anh em đấy. 16 tiền bạn thằng tôi một vẫn còn 17 tiền thì tôi thì chống kéo được. Nó đi bật thằng top 1 và anh em lại ăn. Chứ chắc là ăn được thằng top 3 nhưng mà tại anh em ở top 2 nhưng mà thằng kia là AFK, top 1 AFK, nếu ăn được nó thì chịu rồi. Ok, đây thằng top 1 này các bạn. Các bạn nhìn nó đã có hôn ít bài vàng 2 sao rồi, mình đánh đấm béo gì nữa. Mẹ nó 100% máu luôn ạ. Sợ thật. Vừa chết là thằng kia gặp thì chắc là thằng ồ, trừ phát 32 máu. Trời ơi, chưa phát 32 máu anh em ơi. 32 máu thì bố không nào đỡ được. Có Leona này các bạn này, nếu được tiền mua vãi thật, quá lại á. Giờ bây giờ mình gặp thằng top 1 nữa là mình thua luôn đúng không anh em. Mình gặp thằng top 2 thì may ra mình còn cửa.
và chưa chắc đã ăn được thần gốc 2 thì 5 lá bài như này. Trời sao trời, cháu đây là đi bụi rồi, đi từ rồi rồi, cháu đi bụi rồi. Anh em yêu gánh không vậy? À gánh à, à gánh à, à được, vẫn gánh được anh em. Ok ok, mày quá. Rồi thôi. Này đến 2 sao à? 2 sao mức tải rồi. Ừ, Athena. Rồi, tạm thời thì hãy nhớ anh em nhá. Ui, đéo kịp cho bài lên rồi. Mà có kịp cho lên thì cũng thua rồi anh em ạ. Gặp thằng top 1 rồi. Không, vậy là chúng ta đánh 3 ván thì chúng ta ở 3 vị trí khác nhau. Top 4, top 2, rồi top 3. Và chốt lại là đéo được cái top 1 nào. Buồn thật sự ấy. À, vẫn còn một lượt nữa này anh em này. Tao vẫn tìm được một lượt nữa à? Vẫn còn này. Thế nó vẫn cho mình tìm anh em. Hết. À, vẫn còn một trận nữa này. Ừ mẹ. Đấy rồi, đây sẽ là trận đấu cuối cùng mà mình lên top. Đây nhá anh em nhá, khả năng trận này, khả năng trận này là tôi lên top 1 này. Đánh 4 ván rồi nhẽ không được top 1 ván nào. Chưa vào đã mất 3 máu mẹ rồi. Mất mẹ niềm tin vào cuộc sống rồi. Cuộc sống nó khó khăn quá vậy. Sống cho nó khó khăn quá. Ui, nó đã 3 sao chi luôn. Mãi con bà lọ. Nhanh vậy. 3 sao mà chúng tôi ngán ở hòa đấy anh em nhá. Không đang nói mất gì cả. Hòa nhé anh em nhé, không cần làm mất gì hết. Hòa là không mất máu mà vẫn được vàng. Ua, thằng này nó bọn nó lên sao nhanh vậy? Nhiều hack cũng nhở, bái thật. Bà nó cũng đỏ đi, nó vẫn thua mình thôi. Đỏ đi đỏ, chút cũng đỏ. 2 sao giáp này. Còn 2 tiền mua mẹ 2 con. Mua mẹ 2 con này nhưng đằng nào chẳng bán anh em. Nhờ, mình tính thằng nào mình cũng bán. Cái này chơi chắc phải đỡ vẫn có chiến thuật thật đấy nhỉ. Không đánh được kiểu lặng nhạt được. Đợi ở Việt Nam khi mà chúng ta đọc được cái bộ kỹ năng của nó thì có lẽ sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Cái thằng này nó cũng tỉnh. Nó biết thì phải sao đánh thật. Vừa ván trước nó thua mình trong ván này nó đập mình như con ghẻ. Sợ thật đấy. Vừa ván trước nó thua mình trong ván này nó đập mình rất là con ghẻ. Sao? Người ơi, mẹ kiểu cái hàng đấy là xúc nó anh em, nó kiểu gì? Má, chó thì mèo lắm lông, xong cuối cùng vẫn phải xúc nó. Ôi trời ơi, hỏng rồi, hỏng bét rồi. Chết anh em ơi. Tiền Nói yếu gì. Sống thế. Rồi mình cấp sớm rồi các bạn. Quá nhỉ.
thuộc mà chơi là Nitroi này. Mình đặt nhanh một cách tốt được có nghề thứ ba xào ba xào mẹ là hai tiền bán mẹ là hai tiền đập 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 chết đấy, còn 57 máu, hai sao, tám kia, còn gì nữa không? Sát, không còn lại nữa, có bán được, lại phải cho nó lên. Không bán được lại phải cho nó lên đã định kéo nó xuống để bán lấy ít tiền nên anh em kéo thua làm chơi này hay phết đấy nhở, này có thể livestream rồi đấy đúng không anh em, này tối tối ngồi livestream đánh bài hay phết đấy nhở, cầm hai ba nick đánh livestream bài này là hợp lý đấy nhở, từ rảnh rảnh ngồi chơi cái này hay này anh em, được cái này livestream được cầm từ khoảng hai ba nick đánh livestream rồi này anh sẽ một tác phẩm cổ điển của này, cái này bỏ cái gọi nó có 10 vàng cố một tí nữa rồi là được phẩm vàng để có cái cửa cướp, còn bây giờ nó cứ sống mà tạm bỡ mấy con này khó hơn khó sống thôi nhỉ, nói chi đánh bài được đấy đúng không, đánh 4 ván đánh 5-6 ván tầm khoảng tầm hai cái nick là ok, hai nick là đánh bài là ok đúng nhỉ, đúng không anh em, là chi đẹp luôn đau thế nhở, nhìn nó chả có gì mà lại đau thật, anh ơi vẫn thắng, đau đấy trên lý thuyết thôi, ok chưa, để up con này xúc con này đã, sau đó up sao lên, rồi vàng đâu, còn mẹ em nó chứ, vàng, còn mẹ nó, đó, lên, còn vàng, rồi phát nữa, ừ đấy khóa. Quá lại, thằng đánh Ukiyo lên 3 sao rồi các bạn. Quá gấp. Ukiyo lên, ui, nó có Natsu La Sát rồi các bạn. Nó lên phần vàng thì được thằng này 86 HP. Có lẽ mình vẫn ăn được nó đấy các bạn. Mình đang nhiều tím với nó. Anh nó ăn được, nhìn thấy thôi. Nhìn thì tưởng là ăn được nhưng mà quay thật. Nhìn thì cứ tưởng ăn được. Làm được 13 điểm. Đấy con mẹ ra quẩn rồi. Cái này khóa thì còn đang phải cố lên xin một ván top 1 thôi, xin một ván top 1 thôi là ok rồi, 55 máu để chơi chẳng chơi là chẳng có gì đâu nhỉ, tôi chắc là vẫn ăn được con Ukiyo đang chuẩn lực mà ai à vai em hiểu sao chết ạ. Rồi hỏng rồi. Vô mắt sao mẹ ơi. Mẹ em cũng chắc thì đứa tiền đưa tạo con lưu nha. Rồi hỏng hỏng hỏng. Hỏng bét rồi. Thôi xong. Thế là 32 HP phát này trừ được khoảng 20 máu anh nhỉ. Đau quá nhờ. Làm sao ai rồi. Đấy nó mất máu tí đéo nào kìa. Ây da. Lật kèo anh em ơi. Lật kèo anh ơi. Không thể tin được. Lật kèo anh em ơi.
lật kèo anh em ơi. Lật kèo, lật cả thằng top 1. À, 10 tiền nữa. Ngon. Lên. Rồi. Rồi, đây này không cần. Có đi si, có đi nít từ các bạn kìa. À? Không thể bán được. Bán được cà phê. Bán được này đi. 16 tiền. Ui, mà nó 3 sao unit rồi anh em ạ. Vãi cái thằng này nó roi. Rồi đúng một con, nó roi con thứ hai rồi chúng ta. Sợ thật. Rồi unit 3 sao này. Bá quá. Unit 3 sao thì thôi. À, chưa chết anh em. Chưa chết. Ship vậy. Ok, và lại quýt. Bao giờ mới được cái top 1 đây? Trời ơi. Top 3. Top 3. Ok, vậy là chúng ta đã trải nghiệm xong chế độ chiến bài quyền hồn lên server nhé anh em nhé. Đây là một cái chế độ khá là hay. Mình đánh từ danh gì nhỉ? đồng 5 lên được đồng 4 rồi nha. Ok, bye bye, chúc anh em một ngày mới vui vẻ nhá. Nói chung là chơi cái chế độ này khá là cuốn đấy, nó giống như hệt như kiểu là đấu trường chân lý của LOL hay là Ultimate Chip ngày xưa mà. Ok, bye bye, hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ cho kênh và YouTube cũng như là kênh Quyền Thân Chiến này nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.